em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người 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 hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Oh, hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm hàng hiếm luôn. Anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ. Làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại chỗ em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay có nghĩa là thiệt. Là nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em báo ngược lại với à, em là người thử. Lúc đó là đang về quê, xong thử que. Xong mới thấy là hai bạch. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi thôi bỏ đi em. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp em là một luật sư và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Dạ. Em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè? Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường rồi. Em cũng không quan tâm đến vẻ là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Đó là anh đang đoán là em nói vậy. Tại vì suốt ngày ở làm trong phòng bị tụt tính quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến cô này gặp làm đây. Và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn dính luôn đúng không? Em nghĩ là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chất quốc rồi. Dạ đúng rồi. Sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa. Không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi. Một tháng sau là em thấy một người follow em trên Instagram. Thấy hai đứa có một người bạn chung. Từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào. Phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ấn tượng đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người 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 hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Oh, hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm hàng hiếm luôn. Anh nhìn cô xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cô xinh như vậy mà cô chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở cô. Từ lúc em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cổ? Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ dạ, em tỏ tình cổ, tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thực ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cổ là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Ý em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô dạ tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về. Một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi. Nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này. 2018. Dạ đúng rồi. 12 năm 2018. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng bất ngờ. Nói không trong ngày đó được. Thế em không nói không được có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 tháng xong rồi cưới nhau. Dạ. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là... À có. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không.
Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những mấy cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh nhiều khi ảnh lâu lắc, anh đi làm gì kia xong anh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà ảnh đi ngủ, em đã nhắn một tin dài, ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà ảnh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai, là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ, làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt, đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chị nổi không chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà à, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong nhưng anh mà ý phải là nói bình một thường cái gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con cơ con nít anh Phụng ơi. Em đâu dạ em tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm, rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Xong rồi từ lúc đó là nhưng mà ra thì thấy cô này quan trọng quá, cuối cùng lại là giỡn. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vừa ở đâu? Vừa ở Nha Trang hay vừa ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang. Đó. Nha Trang đúng không? Đó. Thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần đó. Rồi sao? Bác sĩ báo cưới thì là em, anh Nguyên. Lúc đó thì em vui không? Em, sao? Em nhận được cái em tin nghe bác sĩ nói vui không? Dạ, em có kinh nghiệm. Dạ. Tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận, mày phải kiểm tra lại. Dạ cho chắc là sau đó. Dạ nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. Em vẫn dạ em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em, em báo ngược lại với chồng em? Em là người thử. Lúc đó là đang về quê, xong thử que. Xong mới thấy là hai bạch. Sau đó là em cũng sốc, cũng khóc. Tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều. Đó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó, xong rồi mình thấy trời, giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu chờ sâu với người đàn ông mình đang yêu sâu kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau đó quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thực sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em có đập bam này cái và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Ba mẹ vợ mà em đã có một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích, ý là đương nhiên là cũng sốc, mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này. Tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau, em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ em thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm. Hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ. Có nghĩa là
đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị, thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia rồi nằm trên giường, nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần là không được. Cái thứ hai là cái hành động lúc nào nó cũng mạnh bạo, ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha, cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á, nhưng mà đối với anh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa, cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà. Chưa, không thấy. Rồi. Không phải cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con người mình đó bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường. Cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường. Mà em bị liên, cái nói liên tục luôn. Giống như là mình nói chuyện nạt cái mặt người ta. Anh coi cách chị Vân nhìn, chị Vân không biết, không biết anh đang nói về gì. Mà biết, em biết. Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Dạ. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự khó để có thể vô một trận bóng đá mà em không, em bình tĩnh được. Đó, còn gì nữa kìa? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài đi qua tới sở thích, có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm, thì chồng nói là ok hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh, đó là ăn cơm tắm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tắm, tới hôm nay vẫn ăn cơm tắm. Em là người kiên thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tắm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không chị. Chỉ có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn ủng hộ em. Em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại. Giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng. Giống như là làm tổn thương mình á, rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em, nhưng mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, đó. Chỉ có cái đó và thôi. Đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp. Đúng không? Dạ. Được không Nguyên? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Em coi thật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là người, một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online. Dạ có, một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3 tới 4 lần. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiền. Không, em toàn mua đồ lòng cho gia đình, mua cho em bé, tại vì là bé gái. Em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em nói chuyện vòng vòng trong phường. Quen á. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai. Tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon, có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó, khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ, cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa, hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon ở cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên. Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích, thì mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói tới mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được. Nên là em thắc mắc như vậy thôi.
tức là chồng em đã từng nói với em điều đó. Em nói trước. Em nói trước nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó. Ý là chồng hỏi là trời ơi sao em vui gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi tại vì em biết là anh không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói nói vui giờ chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn, đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em nghĩ cũng là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mọi người bừa một kiểu. Rồi nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em địch bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà tổn thương ta sĩ diện nó, chồng không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Dạ. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương, say đắm tình tứ đó. Em cứ mỗi ngày em nói là mỗi ngày em càng em lại càng yêu vợ em hơn đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Rồi cảm ơn hai vợ chồng. Dạ em tên là Nguyễn Văn Tuân, em 26 tuổi, thì là nhân viên IT và hiện tại sinh sống ở Tây Ninh. Dạ, còn em tên là Trần Thị Bích Trâm, năm nay 26 tuổi, em là công chức nhà nước, hiện em cũng đang sinh sống ở thị xã Tây Ninh. Rồi hai đứa như vậy là ở cùng quê với nhau luôn hả? Dạ. À, có nghĩa là cùng quê chứ không phải là em theo chồng về quê đúng không? Dạ không. Vậy thì trường hợp nào mà hai đứa quen với nhau hay vậy? Dạ, khi ấy thì hai đứa em học chung trường cấp 3 nhưng mà học không có chung lớp, không biết nhau luôn. Xong rồi sau đó em đi xuống thành phố học, anh cũng đi xuống thành phố học. Em đi tiếp xúc mùa thi ở điểm trường của anh ấy. Thì vô tình là hôm ấy anh ấy đến nhận bản điểm. Là hai tụi em gặp nhau thì thấy quen, động hương mình lắm. Dường như đã gặp nhau ở đâu đó đúng không? Dạ đúng rồi. Qua, đúng không? Ủa gặp trên trường là em ngơ ngơ á, chỉ có quen. Rồi em cũng nói bâng quơ vậy đó, rồi hỏi làm cái gì ở đây. Rồi xong rồi cũng vài câu cho mình xin số điện thoại. Nhưng mà lúc đó là có cảm tình chưa? Dạ cũng chưa. Chưa. Bây giờ anh đang muốn nghe cái giai đoạn mà em có cảm tình với cô ấy như thế nào? Cảm tình là lúc mà chào cô ấy chuyển nhà trọ. Đó. Tại thời điểm đó thì em phải chuyển nhà trọ. Và em cũng liên hệ với cô ấy với bạn bè giúp đỡ. Và cũng được cô ấy hướng dẫn tận tình cho em và kiếm được nhà 1.4 đi, nhưng mà ở bên đó chỉ được 2 ngày thôi, và cũng phải dọn nơi khác nữa. Chưa gì cái nhờ giả kỳ vậy. Dạ lúc đó thì cũng coi như bạn bè chị. Rồi nói chuyện vui vẻ, rồi em biết cái chỗ đó rồi em hướng dẫn anh ấy nhiệt tình. Có lẽ thấy nhiệt tình quá nên chắc nghĩ là có tình cảm với nhau. Vậy đó hả? Dạ. Khi nào thì Tuân mới dám tỏ tình? Dạ là hôm đó là ngày 8 tháng 3. Thì ảnh nhắn tin xuống nói là xuống chơi một chút, rồi xuống thấy đứng từ hồi nào rồi đó. Rồi em nhìn qua xe thì thấy có chuẩn bị món quà mà em làm bộ mình không biết. Dạ hỏi là có cái gì không. Lúc đó anh gãi đầu gãi tay, thằng ảnh nói tuyên bố hùng hổ là từ nay Tuân đeo đuổi xong. Lúc đó em nghĩ dạ lúc đó ảnh dúi món quà vô tay em xong rồi dạ là nhận chứ không nhận thì ảnh bị quê. Rồi theo đuổi sao? Dạ lần đầu tiên thì rủ bạn đó bạn về quê chung, rồi trên đường đi thì gặp tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông có sao không? Dạ thì cô ấy thì bị thương, rồi còn em thì sơ sát nhẹ. Trời ơi, em bị thương sao? Lúc đó em bị sưng con mắt trùng vuông vậy nè. Rồi có phải đi bệnh viện không? Dạ, lúc đó cũng bị thương nặng lắm. Rồi ảnh qua chở em mỗi ngày là chở đi bệnh viện, đi chích thuốc. Thì dạ, lúc đó là thấy ảnh cũng nhiệt tình, cũng chăm sóc, quan tâm. Nên lúc đó mới là chính thức quen nhau. Có nghĩa là xúc động như gì mà cái người quá thầm vị với mình, tận tình với mình như vậy. Nhiều khi vì cái chuyện đó mà thấy hai đứa gắn kết lại gần nhau hơn, đúng không? Vậy thì Tuân đã cầu hôn cô ấy và cô ấy nhận lời liền không? À cái đó thì chưa, nói chuyện là liều phải trải qua 3 lần. Dạ 3 lần. Dạ. Vậy thì em có thể kể cho anh nghe từng giai đoạn, từng giai đoạn, từng giai đoạn này không? Rồi thứ nhất thì nó cực kỳ đơn giản, nó vào ngày đẹp trời á thì cô ấy nói với em rằng là nhà ba mẹ muốn em làm đám cưới. Lúc đó em cũng nghe cũng
sao xíu sao sao đó rồi về nói với ba mẹ em cuối năm nay con lấy vợ. Mà lúc đó ba mẹ đã biết mặt Trâm chưa? Dạ cũng biết nè. Cũng đã dắt về rồi đúng không? Dạ. Rồi sao cầu hôn đó rồi, tại sao lại không thành công? Dạ thì bà xã em thấy đơn giản quá. Với lại thấy em với ảnh quen cũng lâu mà không thấy ảnh đề cập gì tới vấn đề đó hết, nên mình thử. Mà ai ngờ ảnh về ảnh làm thiệt. Thôi vậy. Khi mà bị từng nói là cầu hôn vậy thì em có buồn không? Có anh. Buồn ấm ức độ tuổi thì sao á. Mà có khóc không? Dạ có. Khóc rồi dạ con bỏ nhà luôn. Khóc luôn. Trời ơi, nói quá đi. Tuổi đó ai nớp. Rồi lần thứ hai sao em? Lần thứ hai là ngày 14/2. Ngày này rút kinh nghiệm lần trước á, là em chuẩn bị quà. Xong ngoài của em cà phê. Là nghe anh nhạc du dương rồi nói chuyện vân vân. Sau đó thì đợi khoảng thời gian thích hợp á, mình sẽ ăn quà cô cho cô ấy. Nhưng mà khi mà tặng cho cô ấy xong á, thì cô ấy mặc giống thực sự. Dạ. Rồi em hỏi, em cũng im chút xíu. Rồi em hỏi sao im lặng vậy? Sao im lặng vậy? Dạ. Đó, nó không khí căng thẳng rồi. Tặng cái gì mà cố im lặng? Dạ. Sô cô la. À, ủa, thường thì phụ nữ rất thích sô cô la. Dạ, tại vậy nè anh. Ảnh á là năm nào anh cũng tặng cho em sô cô la, không có cái gì nữa hết. Đúng thì đúng. Vấn đề nữa là em không có thích ăn sô cô la. Trời ơi. Mà không nói không phản ứng là ảnh cứ vậy hoài. Cũng như là chị hình dung được cái câu chuyện tình của tụi em rồi. Em cầu hôn, em đưa cái món quà đó, và khi cô ấy mở ra đó là món quà cô ấy ghét nhất, thì đương nhiên là cái chuyện không thành là bình thường rồi đúng không? Rồi lần thứ ba có rút kinh nghiệm hay không? Dạ, nhất quá tam, rút kinh nghiệm hơn nữa. Rồi. Không. Này cách nhà cũng khoảng 3 tháng rồi đó. Đúng vào ngày sinh nhật của cô ấy luôn. Em cũng chỉnh chu hơn. Nào, quà với quà. Quà là cái gì? Để chị nói sô cô la đó nha. Dạ, không có kinh nghiệm. Sô cô la chắc chắn không thành được. Bây giờ là đám cưới rồi. Dạ. Giờ tò mò cái món quà đó thôi. Dạ, này là cái lắc tay. Rồi sao? Thì bữa đó em buổi tối thì em cũng chạy qua nhà cô ấy định đủ cái đi chơi. Nhưng mà hôm đó thì không ở nhà hết. Thì em với cô ấy thì cũng ở nhà cùng nhà luôn. Em cũng ngồi xe xích đô cũng nói chuyện với cô ấy. Ngày này nói không dám thẳng nói vấn đề nữa, mà phải là đánh từng vòng tính coi thử cái tâm trạng lúc đó như thế nào nữa. Rồi thấy cũng ổn ổn rồi. Đó thì em quỳ xuống còn hôn cô ấy sao cái qua. Rồi nói cô ấy là thằng này Trâm phải lấy tôi nha. Thôi vậy là thành công đúng rồi. Thực ra lần này á, thành công không phải là do quà, là cái lắc. Cũng có thể chưa phải là bó hoa mà vì cô nói chân thành đó, đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Lần đó là em thấy từ chối hai lần nữa, giờ mà từ chối nữa chắc anh không lấy mình luôn. Thế là sau khi quyết định đồng ý là lấy ảnh thì là hai người tiến tới hôn nhân. Vậy sao hôn nhân như thế nào? Sau hôn nhân thì em với vợ em cũng đôi khi cũng có xảy ra cãi vã. Trong hai người á, lúc mà gây nhau á, thì ai là người thắng? Chị thấy Tuân vậy nè nghe. À, cô ấy lúc nào cũng thắng em hết. Thường thì là anh nói là thôi anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi, mặc dù là lỗi của em. Cũng dớt dát lại câu cuối. Thì em tính em là muốn giải quyết đâu dứt điểm đó là mới làm việc hay làm những cái vấn đề khác được. Này cô ấy thì mỗi lần cãi nhau là im re. Em ấm ức vô cùng luôn. Không có gì đó là điều muốn Trâm thay đổi. Dạ. Đúng không? Muốn vậy em thấy có thay đổi được không? Chắc không á chị ơi. Chị thấy gì mà Trâm? Thực ra mà nói á, cái hôn nhân á, nó bền vững hay không á là do hai vợ chồng á phải cực kỳ chia sẻ và đồng cảm với nhau. Thực ra cái chuyện đón ý á, là lúc yêu nhau thôi. Còn khi đã lấy nhau rồi á, đồng hành với nhau cả một chặng đường rất là dài. Còn phải lo cho con cái nữa, tạo dựng một cái cuộc sống chung của cả hai người nữa. Thì theo chị, mình nên bớt lại chút. Có nghĩa là em bớt cái gì nói ra đi. Đừng có để bụng nữa, mệt mình mà mệt chồng của mình nữa. Theo chị thấy như vậy. Còn em á, thì chị lại thấy gì nè. Em mạnh mẽ hơn một chút xíu nữa, đúng không? Ví dụ như khi em nói dứt khoát. Trâm, em giận anh cái gì? Anh muốn em phải nói ra cho anh biết. Anh sai anh sửa ngay lập tức, đúng không? Thì chị thấy là nó sẽ ổn thôi. Đó, và tôi hy vọng là từng người một sẽ có sự thay đổi.
Dạ. Vâng, xin cảm ơn hai bạn, tôi 100%. Dạ. Dễ thương quá. Ủa vậy tôi tưởng chú quen. Không. Thấy chú trời ơi quá, tưởng chú quen ta không à. Không phải, nhìn ông chú rể kìa. Cưng hả, nhìn cưng hả. Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em không biết ngồi vừa không. Vậy hả? Có khó chịu không? À không, ngồi đây cũng được. Ừ, không là tôi cho lên kia thôi. Rồi, xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chú, em chào cô. Chào chú. Dương quá. Chào cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Là hôm nay con 31. 31. Là Dương. 31. Không phải. Hoàng. 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 Hoàng 31 tuổi ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? À, con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nhá. Hiểu rồi. Dạ vâng. Con chào cô Vân với cả con chào chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Wow. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cục điện. 3T bánh mì. Không, con là kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Cái là dạ. Là con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó, thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Thôi chết rồi. Vâng. Cô biết rồi. Thôi nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi rồi. Sao mà chị em mình giống nhau quá vậy, em định thôi luôn. Khổ em... thân thằng bé ôi rồi à, mình đúng rồi ạ, con đi ăn nhiều lắm đúng không? Chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mi nhon lắm đúng không? Mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không? Đó Hoàng. Dạ không, con em cháu là béo tìm lăng rồi ạ. À, bé tìm ra. Thí dụ như là ở miền Nam đi, dạ. Thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chưa đến. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy với Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Đó là ở cái đấy là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Thôi giờ là những thịt bò. Những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ bò đang là thịt bò, bò một nắng của Cờ Đông Ba. Bò một nắng Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá. Ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2-3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có cách bảo quản và bảo đá xốp, mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Đó là chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi, kênh con tên là gì? Dạ kênh con là Gia Đình Đặc Sản ạ. Cái gì? Gia Đình Đặc Sản. Gia Đình. Chú phải hỏi chị. Chị à. Bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Trời, làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Là thông dịch viên đó. Chứ sao nó không lương lại gần gia điệu. Gia Đình Đặc Sản. Để đó cho cô. Cô và, sẽ phiên dịch cho con. Và con yên tâm. Đại diện là Hoàng. Hai vợ chồng ạ. Có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy ạ. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Lớn 4 nãy tuổi. Là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này
Thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Ừ. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác. Chị Vân nói rất chính xác. À, không, cái bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi, mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải sống rồi. Đó là hy sinh đàn trai đó. Cũng có thiệt thòi cho vợ. Mình đã lỡ rồi, mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là... Anh đừng có biện hộ. Không, nếu mà cô không tin, cô đợi con chỉ 3 phút 15 giây là con... Trẻ liền. 3 phút 15 giây. Tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên là lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời ơi, sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Thế mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng, của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là gì? Dạ, đấy là công ty để giày da. Rồi, rồi sao nào? Rồi sao nào? Thì chồng con cũng hay lần lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen. Thì là thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy, nhưng bạn mà có thể sai sự thật thế nào? Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn ở văn phòng, bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng không? Vâng, đúng rồi. Vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi gặp nó đi là xuống đâu, mới về bảo là con hay son ven lên trên, thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng, phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghe là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, cũng xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon kho. Men xuống dưới kho. Vâng. Để mà gặp con mà cứ xin đồ ăn. Xin, ngày xưa con quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con đời nào lên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thế còn Hoàng thì sao? Con không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Vâng. Kiều chê. Anh nói thật đi. Nói thật nghe. Anh phải nói thật chứ. Thật là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu đầu tiên. Một hai ba lần. Đi trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm. À. Hiếm bạn nữ xinh gái. À. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó thì là bọn con, tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, bao giờ mới biết tuổi nhỉ? Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng rồi, học cùng lớp đại học với chị gái con. À. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân, không được không nhớ. Thế là, đấy, mới con cũng thuộc mải chơi nữa. Thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì à, biết sao là, vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm, chứ từ lúc đấy là mất liên lạc. Nhưng mà cũng nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nên là cũng không để ý. Đúng cái chắc mà. Còn nhỏ đúng không? Tại vâng, con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng, cái sim rác cứ dùng mà vứt đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa dạ. Tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghỉ vậy? Dạ thì là cũng như bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi, thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi, ngại quá là gặp đúng chị gái. Gặp đúng chị gái, mà chị gái là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đó, đây là người mình bảo thôi tự nhiên thấy rồi. Chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Thôi. Đây là thôi, con cũng coi như là thôi, không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Dạ, trong thời gian đó con đi đâu, con làm cái gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. À tức là con có gia đình. Dạ. Ok, con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại các hỏi con lại gặp lại nhau? 75. 75. 55. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? À không, con không lấy vợ. Con không lấy vợ. Con chỉ... Vậy cho gái thèm chơi đúng không? Không, vâng. Đúng. Mình bảo vậy gái thèm chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ? Cơ duyên nào?
Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi. Thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó thì tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook. Thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi, thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng nữa cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ. Trước đây tức là tự nhiên bị phát tướng, béo. Đó. Thế là con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy. Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng không? Con là người chủ động, nhắn tin. Thế là con là người chủ động ẹt Facebook của ảnh. Dạ. Bà cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Thì cảm giác ôi, bất ngờ mà lúc đấy thì con cũng đang mới cũng chia tay được 3 tháng nữa, cũng được 2-3 tháng. Đúng rồi, con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử thôi, lúc đấy là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là... À, ngày đấy con đang đi học để con đi chuẩn bị đi tàu, đúng không? Con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. À, đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng không? Sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu đi tàu Vĩnh Dương á. Vâng, lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng, tức là làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể ra anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào về ngoại hình? Nó có hình đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì đâu gái một con trong mòn con mắt đúng chứ rồi, con làm sao vậy? Vâng, con đang định nói như thế. Con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, cho nên là tới tấp luôn. Vâng, tới tấp. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình đồn đập như nào lắm hết mọi thứ mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng đánh mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, tự nhiên đến lúc mà đi, đến lúc gặp lại đó phải kể. Thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên ngô mà cô bên chồng mà chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị của chị nữa thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi thì đúng rồi, tôi đấy tại vì chưa tại vì lòng. Con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Mà tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật chia sẻ với chú Thuận, con cũng thuộc dạng lúc đẹp trai có tính chăm sóc, cũng hơi bị nhiều mối một chút nhưng mà là mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm, nên mất là cũng thôi. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là chống trải thật, lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là cũng đưa quyết định. Với cả cái lúc mà, lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn, cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương, trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng, đúng cũng lúc đó là chưa đi đúng không? Phần nhỏ lúc đó chưa đi, đang đợi bằng ấy, đợi bằng ra đi có mất mấy tháng rồi. Vì lại là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới xong biết chia sẻ câu chuyện của bạn này, chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không? Là có thương. Cũng thương, là thương. Rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ kháng khít hơn là có nhanh không? Vâng, thế bạn con chia sẻ sống gấp ạ. Sống gấp. Tức là chỉ trong vòng mấy tháng thôi là con gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách chung ở Hải Phòng có Đồ Sơn, từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, nên là con ngày nào cũng phi xe 20 mấy cây số đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà.
Vâng. Thế rồi rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón rồi mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân, cũng không muốn cái gì ngại vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy là chưa chắc biết. Chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? À không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện. Không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý. Con không hiểu làm sao chị biết được là con với cả Hoàng ấy gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. À, là chị gái phát hiện. Vâng, chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh chị báo là dùng beng lên. Có cảnh báo là không được, là không được. Ví dụ như muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo tới bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu, nói đâu cả. Thế lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em, không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi, đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng giấu, con cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm mỗi công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó. Có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh, lúc ấy là shipper vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có. À không, mới đầu. Khi vào sửa hết khi xuống tàu ấy thì không, chưa, cái lúc mà sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về như vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, cũng không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi hơn một năm mới lên bờ. Vâng không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi, gặp lại nhau em yêu nhau. Anh lấy vợ rồi. Không thì anh cũng cũng yêu một lần nhiều. Một lần yêu. Chia tay rồi. Vâng. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái kiểu giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều buồn. Cái ly kỳ. Nó cũng ly kỳ. Tức là lúc đó thì chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng là ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, mất liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi, mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau một cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng nữa. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó có không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Ừ. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Không, bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ mà có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó là em con cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được 1 năm 2 năm. Không, trước lúc đi là cũng hai đứa cũng đã yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2-3 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, lúc đấy sau 18 tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là đi, tức là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vật ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà. Thì là có tiền gửi hết về cho mẹ, mà con rất quý một cái đó là tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả.
ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu từ mè nào là bạn lại bớt xén lại rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Rồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau. Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy thì có thấy thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có coi như bên sinh người ta có những cái món đồ đã gọi ship rồi ship hàng á. Mấy năm trước ship chưa là rộ cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng có biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Vâng. Thế rồi thành công không? Làm nói chung là hai đứa thì đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Thế là không có một đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu. Để mà mở để mà làm cái biển quảng cáo ấy ạ, để chỉ để làm biển quảng cáo thôi để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ ngượng. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu cũng kiểu nói ra nói vào ấy là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng, đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị ạ. Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ con ha. Vâng, nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái mình đứng phát triển từ nông sản Việt nên mình cũng muốn là mình muốn nó phát triển đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy là ship. Xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Ấy quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng mình, rồi. Cái xoài keo em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi. Xanh nó nhỏ xíu và ăn giòn rất ngon luôn. Hồi đó là ở ngoài miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài dài ở trong Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết. Lúc ấy thì lúc ấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Xong gia đình con cấm cản mà, cấm cản nhà con, gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi. Bây giờ quá ok đúng không? Không là hai mẹ con mới quay mẹ chồng đâu sao? Đấy. Vô đây coi như là tận dụng luôn đó. hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con hay là dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé chị trai. Chị biết rồi thì hai đứa sau này. Hai đứa sau thì cũng là con trai ạ. Trai luôn. Ba trai luôn. Ủa rồi, thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm một con bé thì mệt. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai? Là chồng con cũng nói là gia đình chấp thuận chứ của con thì với con thì nó vẫn là một cái là cuộc sự phấn đấu để nhắc con ngoại phấn đấu tại vì là khi mà chồng con mới xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là một cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng tự nhiên đi quen con bé này. Mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm chỉ mong là đi tàu thì bây giờ còn nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trăm. Cao lắm ấy nhỉ. Nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Thì bây giờ đi theo con bé này đến bây giờ công việc nó cứ lông bông. Và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên mình phải làm chủ tại vì làm shipper đúng rồi tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì ấy cả thì là
đồng nghĩa nghĩ rằng là à con kéo chồng con xuống bờ vực xong bây giờ từ một cái người, vị trí đang là đi tàu nhưng danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Trời xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm. Dạ. Không không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở đúng không? Bây giờ ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó. Tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là thấp hèn. Bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi. Chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó, rồi. Thì là bố mẹ chồng con hay bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích. Là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong. Đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có thấy được bạn này cũng thành công. Đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu đúng xong đó. Tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem. Thì vừa chơi được tôi sống à. Không phải không. Qua chương trình, phải qua chương trình đó thì mẹ rồi. Mẹ là mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ. Vâng, còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng có cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân. Vâng, tuổi thân là tuổi thân bị, vâng, là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, cụ sau này hai đứa con dai ấy nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái tật nhiều sóng gió đấy. Dạ, nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ định bắt nước gì? Bây giờ. Bây giờ. Đó, nói chung thì... là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ấy khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ấy. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm, chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc, nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng cho bản con? Thân cả cho chồng nó có cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì. Bọn con sống đơn giản lắm, sắm sửa nhưng mà về quần áo thì đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, khi nào không có cái gì để mà ấy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài. Chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào tay cũng xoắn nha. Xoắn là nhiều tóc cũng là ủ mưu. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình. Ngày nào cũng phải nhắc, lúc nào cũng phải nhắc. Đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Bạn bè thì có nhiều không? Đấy, không, bạn bè vợ con thì rất ít thực sự. Tại vì về những mối quan hệ bên ngoài, vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt. Nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài, bạn bè thì khả năng là hơi rất là kém. Cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ấy ạ. Dạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngô chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình bây đi giờ làm lại em ấy, gọi là chị nhỉ. Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Đúng. Vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên nhà con thì vợ con cầm hết. Có tịch thu hết tiền con không? Không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà. Con thấy cầm tiền vướng. Cô biết rồi, nhưng mà nó có tịch thu hết của con, không để một đồng nào trong túi con không? Làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu à?
Ôi rồi ôi. Chị nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Cho còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi về cho vợ. Gái. Ừ đấy. Là từ cái thời còn trang tân đã không có tiền rồi. Còn bây giờ không tân rồi mà không có tiền à? Không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để phải để cho người khác giữ tiền. Chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền đỡ phải mất công giúp tiền. Vâng đấy. Chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm. Mệt ra chi tiêu mệt. Mình đã béo rồi xong rồi cầm ví giày cộm rồi nữa. Và con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào. Tức chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi đường mà có việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đồng khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? À, nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại nhưng lại mà thủ sao? Trước đúng không? Thế vâng, con phải cầm không, chồng con thì có giờ đi nhậu mà, riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn là bè. Có bạn này thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. À, con không cần cho số tiền gì hết. Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc cũng có lẽ cũng rất là cẩn thận. Có khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. Nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? Không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại về mình đàng hoàng, mình xin mình lấy chức đàng hoàng đúng vậy. Thế là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ lại mà nhiều lúc cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới là cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con chỉ có mỗi vợ con thay đổi là bớt thằng công chức việc lại mà chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút. Tôi tạm được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Cái chú hỏi này, lúc mà con live stream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diễn được không? Dạ con có ạ, lúc live stream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy ạ. Vợ chồng con là live stream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi thì sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, lúc đấy là khác. Lúc live stream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi, là xong rồi. Còn đến lúc cá nhân mà buông công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Lúc nào cũng tại vì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, rồi kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Là con như vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu sau công việc, để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện ở đây. Vợ tôi xinh lắm đó. Đúng không? Dạ, vâng ạ. Thấy không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì muốn nói, anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. À, giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng, chỉ thế thôi. Dạ, với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa, con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. À, tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì là thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế, là tức là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không bất kỳ một cái gì ấy cả. Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái hoặc là tức cái giận. Gì? Không, vâng đúng không ạ? Đó. Không biết kiểm soát bản thân không mình, kiềm chế được, không kiềm chế nóng được tính. Dạ vâng đúng rồi ạ. Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Tức là lúc mà mình điên lên là mình phải điên, ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc.